cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ukraine mới đây cho biết không có kế hoạch gia hạn hợp đồng hiện tại, hết hạn vào cuối năm nay về vận chuyển khí đốt của Nga. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu đang đàm phán với Kiev để tìm cách tiếp tục quá cảnh khí đốt vào năm 2025. Theo nguồn tin của Bloomberg, một lựa chọn tiềm năng để tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine sẽ liên quan đến việc các nước châu Âu mua khí đốt của Azerbaijan, sau đó sẽ chuyển sang Nga và Ukraine đến lục địa già. Tuy nhiên, việc sử dụng một bên trung gian để duy trì dòng năng lượng có vẻ giống như một lựa chọn trên giấy tờ, và điều đó lại cực kỳ khó xảy ra trên thực tế. Các chi tiết chính xác của kế hoạch đề xuất vẫn chưa rõ ràng, nhưng rất có thể nó sẽ liên quan đến việc trao đổi khí đốt của Nga lấy khí đốt của Azerbaijan, tức là công ty dầu mỏ nhà nước Azerbaijan, Soka, sẽ cung cấp cho khách hàng của Gazprom và ngược lại. Theo công ty tư vấn ICIS, các công ty châu Âu từ 6 quốc gia gồm Áo, Cộng hòa Séc, Hungary, Italia, Slovakia và Ukraine sẵn sàng xem xét kế hoạch. Việc dừng vận chuyển khí đốt sẽ không chỉ gây tổn thất tài chính cho Ukraine mà còn gây nguy hiểm cho toàn bộ cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt của nước này. Tuy nhiên, Giới chức ở Kiev nhiều lần tuyên bố rằng việc đàm phán với Moscow để gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt là không thể. Hệ thống truyền tải khí đốt tự nhiên của Ukraine có khả năng bơm khoảng 140 tỷ mét khối khí đốt sang châu Âu hàng năm. Nhưng trong hai năm qua, nguồn cung đã giảm đáng kể, chỉ khoảng 15 tỷ mét khối mỗi năm. Tuy nhiên, việc dừng hoàn toàn dòng khí đốt từ Ukraine sang châu Âu đặt ra hai mối đe dọa đối với Kiev mất doanh thu vận chuyển lên tới khoảng 1 đến 1,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và rủi ro đối với chính cơ sở hạ tầng có thể rơi vào tình trạng hư hỏng hoặc trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự. Kể từ cuối tháng 3 năm 2024, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Tây Ukraine, bao gồm cả các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất được các công ty châu Âu thuê. Ông Oleksiy Chernyshov, giám đốc điều hành của công ty nhà nước Naftogaz của Ukraine, nói với Bloomberg rằng Tôi đang làm mọi thứ để tìm ra giải pháp nhằm giữ cho hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine hoạt động vì đây là tài sản lớn và cần có khách hàng, nếu không thì sẽ thua lỗ. Một giải pháp khả thi để duy trì ít nhất một phần hệ thống truyền khí đốt của Ukraine hoạt động sau khi Nga ngừng vận chuyển khí đốt là hành lang khí đốt thẳng đứng, Vertical Gas Corridor. Đây là dự án được lên kế hoạch kết nối hệ thống đường ống của Ukraine với Moldova, Bulgaria và sau đó là đường ống xuyên Adriatic, nơi cung cấp khí đốt từ Azerbaijan đến châu Âu. Một lựa chọn khác để tiếp tục quá cảnh khí đốt từ Nga qua Ukraine có thể là các thỏa thuận trực tiếp giữa các công ty châu Âu với cả Gazprom và phía Kiev. Trong trường hợp này, một tập đoàn gồm các công ty châu Âu sẽ mua khí đốt ở biên giới Nga-Ukraine và đàm phán độc lập với Kiev để tiếp tục vận chuyển khí đốt về phía Tây. Tuy nhiên điều này có nghĩa là tập đoàn sẽ phải gánh chịu mọi rủi ro liên quan đến việc vận chuyển khí đốt qua một quốc gia đang có xung đột và không phải ai cũng thấy ý tưởng này hấp dẫn. Hầu hết các nhà phân tích trong ngành đều coi việc dừng hoàn toàn việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, vừa qua Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc lực lượng phòng không nước này đánh chặn 43 UAV và nhiều tên lửa của Ukraine. Phía Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 43 UAV, 10 tên lửa từ hệ thống HIMARS và 3 bom dẫn đường Hammer của đối thủ. Kể từ khi hoạt động quân sự bắt đầu, chúng ta đã khiến Ukraine tổn thất gần 26.000 UAV các loại. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã cải thiện được vị trí của vùng Kharkov và gây ra thiệt hại tương đối cho Ukraine. Nhóm tác chiến phương Bắc đã có những bước tiến ở Volchan, Starista và Lipsy. Đối thủ đã mất 4 hệ thống pháo và 300 binh lính ở Kharkov trong vòng 24 giờ qua. Theo hướng Luhan, lực lượng Nga đã đẩy lùi hai đợt phản công của Ukraine, khiến đối thủ thiệt hại 3 xe bọc thép, 450 binh lính và nhiều hệ thống pháo. Cũng tại Donetsk, quân đội Nga đã cải thiện được vị trí và tiến hành tập kích nhiều mục tiêu quân sự Ukraine. Phía Nga tuyên bố, nhóm tác chiến miền Nam đã tập kích các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của đối thủ ở gần các khu định cư Minkovka, Kalinina, Chasibia, Konstantinovka, Katerinovka và Karovka. Cũng trong diễn biến liên quan, trong ngày 18 tháng 6, các lực lượng của Moscow cũng đã phá hủy một cơ sở sản xuất UAV tấn công và một kho trang thiết bị của Lữ đoàn Pháo binh 44 của quân đội Ukraine được sử dụng để tháo rỡ và phân phối đạn dược, cũng như trang thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp, đồng thời tấn công đối phương ở 124 khu vực. Moscow cũng đạt được vị trí chiến thuật thuận lợi hơn ở Adipka và đẩy lùi bốn cuộc phản công của Kiev trong khu vực quân đội Nga đã phá hủy một trạm radar của Ukraine và hai tổ hợp tên lửa S-300, đồng thời bắn hạ 24 UAV của đối phương trong một ngày. UAV đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các cuộc xung đột hiện nay, đặc biệt là ở Ukraine. Kiev và Moscow đã chạy đua sản xuất UAV để sử dụng trong cuộc chiến và bên nào giành ưu thế trong cuộc đua có thể định hình chiến sự tương lai. Trước đó, Ukraine từng tuyên bố đã lên kế hoạch sản xuất hàng nghìn UAV tầm xa trong năm nay. Trong những ngày đầu xung đột, Ukraine điều chỉnh lại phương tiện bay không người lái dân sự để tập kích vị trí của Nga, sau đó thay thế bằng sản phẩm do nước này tự chế bằng linh kiện nhập khẩu. Một sĩ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết, chỉ khoảng 20% số UAV tiếp cận thành công mục tiêu, phần lớn thất bại do hệ thống gây nhiễu của Nga. Sự vắng mặt của Nga và Trung Quốc trong hội nghị hai ngày ở Thụy Sĩ vào cuối tuần trước, cũng như quyết định của một số quốc gia gồm Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Mexico khi không ký vào tuyên bố chung của hội nghị ngày 16 tháng 6, đồng nghĩa rằng cuộc họp mặt không có nhiều điều để thể hiện, ngoài thiện chí và cam kết tiếp tục nỗ lực vì hòa bình sau hơn 2 năm xung đột. Trong khi đó, Ukraine, sau cơn khát đạn pháo do các đợt hỗ trợ quân sự chậm trễ của phương Tây, đang cố gắng đối phó với cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía đông cho tới khi các triển vọng của nước này được cải thiện. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhận định kết quả của hội nghị gần như bằng không. Gần 80 quốc gia đã thông qua tuyên bố cuối cùng, bao gồm các bước đi hướng tới an toàn hạt nhân, an ninh năng lượng, thả các tù nhân và những người bị trục xuất. Tuy nhiên, nó không giải quyết được một vấn đề căn bản khó nhằn hiện nay, đó là các vùng lãnh thổ ở Ukraine do Nga kiểm soát. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngay trước hội nghị này rằng ông sẽ đưa ra một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nếu các lực lượng của Kiev rút khỏi bốn vùng lãnh thổ Moscow tuyên bố sáp nhập năm 2022 và ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập nato cùng một số yêu cầu khác phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cho biết ukraine nên chấp nhận kế hoạch hòa bình của tổng thống putin nếu không thì quân đội nga sẽ gây sức ép và khiến tình hình của kiev trở nên khó khăn hơn ông medvedev viết thực sự thì tôi nghĩ tổng thống đã nói mọi thứ ý tôi là đề xuất hòa bình tiếp theo mà nga đưa ra sẽ tồi tệ hơn cho giới chức ukraine cho dù chúng tôi đối xử với họ như thế nào Hiện nay, họ có cơ hội để cân nhắc đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin và ít nhất cố gắng xây dựng hòa bình cũng như chấm dứt phần này của cuộc xung đột. Nếu không thì theo ông Medvedev, cuộc tấn công của Nga sẽ tiếp tục. Tuy nhiên theo quan chức này, Kiev đã từ chối đề xuất trên tại hội nghị ở Thụy Sĩ khi bác bỏ mọi đề xuất và đưa cuộc thảo luận về ban đầu. Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đề xuất của Moscow là tối hậu thư, trong khi cố vấn của ông là Mykhailo Podolyak cho rằng sáng kiến mới của Nga không phải là một đề xuất hòa bình thực tế. Giáo sư Anurada Chenoy đã nghỉ hưu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á tại Đại học Jawaharlal Nehru nhận định với Sputnik rằng quy định của Ấn Độ khi không ký tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Thụy Sĩ không mấy bất ngờ. Theo ông, Ấn Độ đã thể hiện chính xác rằng một hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ không có ý nghĩa gì nếu các bên còn lại không có mặt việc không mời nga tham dự hội nghị thượng đỉnh ở thụy sĩ đã cho thấy ý định của họ trong việc đưa ra một yêu cầu đơn phương thay vì kêu gọi đàm phán hòa bình tổng thống brazil lula da silva cũng không tham dự hội nghị này song đã cử một đại diện tham gia với tư cách là quan sát viên ông vinicius vieira học giả nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại đại học sao paulo đánh giá bởi vì nga không được mời nên với ngoại giao brazil và với tổng thống lula không có lý do gì để brazil tham dự hội nghị này ông cho rằng đó là lý do tại sao Brazil không ký vào tuyên bố chung cuối cùng. Nam Phi cũng từ chối ký tuyên bố này vì cùng lý do. Giáo sư Flup Hello Neswera, trưởng khoa khoa học quản lý tại Đại học Công nghệ Durban tại Nam Phi nói, nếu Nga tham gia vào tiến trình hòa bình này, Nam Phi sẽ ký tuyên bố cuối cùng. Theo Sputnik, hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ cho thấy bán cầu Nam có tiếng nói riêng. Chuyên gia Vinicius Vieira bình luận, những gì bán cầu Nam muốn là đối thoại, đối thoại vì sự biến đổi khí hậu đối thoại để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn và đối thoại để dập tắt các cuộc xung đột. Một nhóm lớn 15.000 quân Nga đang đe dọa mở một cuộc tấn công lớn và một ngôi làng ở phía nam Kharkov, cách thành phố này chỉ khoảng 15 km. Nguồn tin Ukraine dự đoán rằng một lượng lớn binh lực thuộc nhóm quân phương Tây của Nga đã thành lập một lực lượng tấn công ở vùng Svatovo, ở lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk, tự xưng LPR, đã sắp nhập vào Nga tháng 9 năm 2022 để đột phá vào làng Borovaya và tiếp cận sông Oskol ở vùng Kharkov. Mặc dù việc tiến được tới Borovaya là điều không dễ dàng, nhưng nếu lực lượng Nga tiến được tới ngôi làng phía nam thành phố Kharkov, họ sẽ chỉ còn cách thành phố lớn thứ hai của Ukraine vẹn vẹn tầm 15 km. Do đó, Nga sẽ quyết tâm mở chiến dịch lớn này. Điều này đã được báo cáo bởi các trang tin công khai chuyên theo dõi tình hình quân sự của Ukraine, bao gồm cả cổng thông tin giám sát và phân tích Deep State, trích dẫn dữ liệu từ các cơ quan tình báo Ukraine. Các ấn phẩm lưu ý rằng Bộ Chỉ huy Nga đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hành động tấn công theo hướng nói trên mà biểu hiện đầu tiên là số lượng lớn binh sĩ và các thiết bị hạng nặng. Theo đó, khoảng 15.000 quân nhân, loạt xe tăng, xe bọc thép và 250 khẩu pháo đã được triển khai trên mặt trận rộng 200 km từ làng Raigorodka đến làng Novovodianoi cùng với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và các hệ thống máy bay không người lái. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự Ukraine, sự tập trung cao độ binh lực và trang thiết bị hạng nặng của Nga trong một khu vực nhất định vượt trội so với khả năng của Ukraine cho phép lực lượng vũ trang Nga tiến hành các cuộc tấn công trên quy mô lớn, cường độ cao vào các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Ở diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS, trong ngày 19 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc lực lượng phòng không nước này đánh chặn 43 UAV và nhiều tên lửa của Ukraine. Phía Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 43 UAV, 10 tên lửa từ hệ thống HIMARS và 3 bom dẫn đường Hammer của đối thủ. Kể từ khi kế hoạch quân sự bắt đầu, chúng ta đã khiến Ukraine tổn thất gần 26.000 UAV các loại. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã cải thiện được vị trí ở vùng Kharkov và gây ra thiệt hại tương đối cho Ukraine. Bộ này thông báo nhóm tác chiến phương Bắc đã có những bước tiến ở Volchansk, Staritsa và Lipsy. Đối thủ đã mất 4 hệ thống pháo và 300 binh lính ở Kharkov trong vòng 24 giờ qua. Theo hướng Lugansk, lực lượng Nga đã đẩy lùi hai đợt phản công của Ukraine, khiến đối thủ thiệt hại 3 xe bọc thép, 450 binh sĩ và nhiều hệ thống pháo. Tại Donetsk, quân đội Nga đã cải thiện được vị trí và tiến hành tập kích nhiều mục tiêu quân sự Ukraine. Phía Nga tuyên bố nhóm tác chiến miền Nam đã tập kích các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của đối thủ ở gần các khu định cư Minkovka, Kalinina, Chasovia, Konstantinovka, Karetynovka và Kalovka. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông tin từ công ty Laboratory PPSH, nhà sản xuất người máy quân sự Ribovets-Urni cho biết Khí tài này là phát triển mới của giới chuyên gia Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Thông tin từ công ty Laboratory PPSH viết ribovets 1 là một giải pháp sáng tạo có thể chống lại mối đe dọa gây ra từ UAV một cách hiệu quả và cung cấp sự bảo vệ chống lại UAV trong nhiều tình huống khác nhau. ribovets 1 không chỉ là một người máy mà là một chuyên gia thật sự trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Bộ chế áp điện tử Fumigator lắp trên người máy này có thể áp chế tín hiệu của gần như mọi thiết bị. Hơn nữa, pin của khí tài này có dung lượng lớn nên nó có thể tham gia các hoạt động tác chiến lâu dài. Trang quân sự min.in.ua của Ukraine dẫn nguồn dấu tên từ Laboratory PPSH nói rằng bộ áp chế điện tử Fumigator, thành phần quan trọng trên Ribovest Oli, có thể áp chế các UAV của đối phương ở khoảng cách lên tới 250-300 đến m không chỉ có Ribovets Uni của Nga, vừa qua quân đội Anh cũng tuyên bố họ đang thử nghiệm một công nghệ vũ khí mới, được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện trên chiến trường. Không sử dụng bất cứ vũ khí nào ngoài sóng vô tuyến để tiêu diệt máy bay không người lái và phương tiện chiến đấu của đối phương từ cự ly lên tới 1,6 km. Theo đó, vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến RFD EVK phát sóng vô tuyến vào một mục tiêu hoặc một nhóm mục tiêu để phá hủy các thiết bị điện tử bên trên. Theo Bộ Quốc phòng Anh, RFD EVK có thể được gắn ở phía sau xe tải hoặc phương tiện khác và được thiết kế để hoạt động trên bộ, trên không và trên biển. Mỗi lần sử dụng chỉ tốn khoảng từ 10 đến 12 sen, nên nó trở thành một giải pháp thay thế cực kỳ hiệu quả về mặt chi phí cho hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng vì có khả năng phòng thủ chống lại các bầy đàn UAV, một vấn đề ngày càng nhức nhối đối với các nhà hoạch định chiến tranh. Ukraine đã thành thạo trong điều khiển UAV bầy đàn rẻ tiền, chất đầy thuốc nổ, bay khắp các chiến tuyến Nga, khiến binh sĩ tại mặt trận phải xin cung cấp khẩn súng hoa cải để chống trả. Nhưng khác với súng hoa cải, vũ khí năng lượng định hướng như loại đang được thử nghiệm ở Anh mang đến khả năng nhắm mục tiêu chính xác và tương đối dễ sử dụng vì phần lớn công nghệ đã được tự động hóa. Khi công bố các cuộc thử nghiệm đầu tiên gần đây của RFDEVK, Bộ trưởng Mua sắm Quốc phòng Anh, James Catholic cho biết xung đột quân sự ở ukraine đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc triển khai các hệ thống không người lái nhưng chúng ta cũng đồng thời phải có kế hoạch phòng thủ trước chúng khi chúng tôi tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm tới chiến lược phòng thủ uav của chúng tôi sẽ đảm bảo nước anh luôn đi đầu trong phát triển tác chiến